Phân biệt công đức thứ mười bảy lúc bây giờ trong đại hội nghe Phật nói to mệnh kim số dài lâu như thế vô lượng vô biên vô số chúng sinh được lời in lớn khi đó đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc đại bồ tát A Dật Đa được vô sinh pháp nhận lại có đại bồ tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn trì đà la ni lại có muôn thế giới vi trần số đại bồ tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài lại có một thế giới vi trần số đại bồ tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn truyền đà la ni lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại bồ tát chuyển tướng pháp luân bằng thôi lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số đại bồ tát chuyển được pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên quân độ vi trần số đại bồ tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát đời sẽ được chính đẳng chính giác lại có ba tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có hai tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có một tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác lúc đứng phần nói các vị đại bồ tát đo đường pháp lời trên giữa không dưới hoa mang đà la phần ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây bao và rải đứng tinh ca mâu ni phật cùng đứng đa bự phần ngồi trên tòa sư tử thấy trong tham bảy báo cùng rải tinh ca can đại bồ tát và bốn bộ chúng lại dưới bồ cổ chiên đang trầm thủy vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa lại dài nghìn thứ thiên nghi thông sang chuối ngọc chân châu chuối châu ma ni chuối châu như ý khắp cả chín phương càn lò hương bảo đó hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng trên mọi đứng phần có các vị bồ tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời phàm thiên các vị bồ tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đức phần khi ấy ngài Di
lặng Bồ Tát cư cho ngồi đứng dậy trình áo bài vai hư chấm tay hương về phía Phật mà nói kể rằng Phật nói pháp im to từ xưa chưa từng nghe. Thế Tôn có chân lớn thọ mệnh chẳng thể lượng vô số các phần tử nghe Thế Tôn phân biệt nói được pháp lợi đó vui mừng đầy khánh thân quan trụ bần bần thôi hoàng được Đà La Ni hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ân tiên tổng trì hoàng có cõi đại thiên số bi trần Bồ Tát mọi vị đều nói được pháp luân bần thôi chuyện hoàng có trung thiên giới số bi trần Bồ Tát mọi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên giới chỗ bi trần Bồ Tát còn dư lại tam đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế chỗ bi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật hoàng mộng tứ thiên hạ số vi trần Bồ Tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế nghe phần thọ dài lo được vô lượng quả ba vô lậu răng thành tình. Lại có tam thế giới số vi trần chúng sinh nghe Phật nói thọ mệnh đều quan tâm vô thường Thế Tôn nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời ích như không vô biên. Lưỡi hoa thiên mang đà hoa ma ha mang đà thánh phàm như hằng xa vô số cõi Phật đánh dưới chiên đàn trầm thủy lặng chẳng loạn xa xuống như chiến bay liền xuống rai cung cản đứng phần trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ca lò hương đèn bao đỏ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng khánh cúng vàng trang Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lên lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trang báo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả bình các Như Lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe Phật thọ vô lượng tăng khá đều vui mừng Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tầng cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ Phật bao ngài Di Lặc đại Bồ Tát ngã dập đa có chúng sinh nào nghe đức Phật thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể xin một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiền nam cử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong 80 muôn ức na do ta kiếp tu năm Phật Ba La Mật Bồ Thị Ba La Mật Trì Giới Ba La Mật nhận dùng Ba La Mật tinh tấn Ba La Mật thuyền định Ba La Mật trừ trí tuệ Ba La Mật đem công đức này sanh với công đức tiến giải chưa trăm phần trăm nghìn muôn phần chẳng kiếm một.
nhận đến tính đêm đi dù không thể biết được nếu thiện nam tử thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thân nơi vô thường chính đẳng chính gia thời khuya không có lệ đoan. Khi ai đứng thế con muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người cầu tuệ Phật trong 80 muôn ứng na do tha kiếm số tu năm ba là mận ở trong cảnh kiếm đó bố thí cúng dàn phần và duyên giang đệ tử cùng ca chung bồ tát đồ uống ăn báo là thượng phong và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại càng bóng đều vi diệu hơn ca kim số này để hồi hướng phần đạo neo lại nhìn căn giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khen ngợi nếu lại tu nhẫn nhục trụ nơi chỗ điều du dầu các an đơn hài tâm đó chẳng quên đồng các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang đi bọn này kinh não như thế đều nhận được hoàn lại chiến tinh tân trí niệm thường bền vững trong vô lượng ưng kiếp một lòng chẳng thể tôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ hoàng ngồi hoàng kinh hành chư ngũ thượng nhiếm tâm do các nhân duyên đó hay chính ca thuyền định 80 ức muôn kiếp an trụ tâm chẳng loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường ta được những thế trí tăng ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn như trên đã nói đó có thiện nam tín nữ nghĩa ta nói thọ mệnh nhận đến một niềm tin phước đây hương phước kia nếu người tròn không có tăng ca căng nghi hối thân tâm dày lãng tiền phường đó nhiều như thế nếu có căng bồ tát vô lượng kim thành đạo nghĩa ta nói thọ mệnh đây thời tin nhận được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh như thế con ngày nay vừa trong ca kho thính đạo tràn rền tiếng lớn nói pháp không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mệnh cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tống trì tùy nghĩa giải lời phần những người như thế đó nơi đây còn có gì lại a dần đã đeo có người nghe nói đừng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai luôn là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tử thụ trì hoàng bảo người thụ trì hoàng tử chép hoàng bảo người chép hoàng đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm đèn nên cung gian quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng ký a dần đa nêu thiền nam
xa quật. Cùng chúng Bồ Tát lên và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đứng bằng lưu ly ngang liền bằng thẳng dây vàng gì mà Bồ Đàn để nâng tam nẻo đường cây bao bảy hàng căn đài lầu nhà thấy đều căn thứ bao hợp thành. Chúng Bồ Tát đều ở trong đó nếu có người tưởng quan đường như thế phải biết đó là tưởng tình hiểu sao chẳng và lại sao đức như là gì đồ nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng tùy phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng. Muốn là người đồng cùng thù thì kinh này người này thôi là kẻ đầu đội đứng Như Lai A Dân Đa thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và cân tăng phường dùng bôn sử cúng dâng. Để cung dâng chúng tăng vì cha vì thiền nam tử thiền nữ nhân đó thù thì đồng cùng kinh điển này trời là đã dẫn tham tạo lập tăng phương cung dâng chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bảy bao. Cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên treo ca khoan lòng và các linh báo hoa hương chuồi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà ông tiêu ông định không hầu can thư mua chơi. Dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ứng đã làm việc cùng dạng đó rồi A Dần Đa nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử che hoàng bao người chém. Đó là dừng làm tăng phương dung gô chiến đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng 8 cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo tăm chỗ kinh hành. Hàng ngồi thiền y phong đồ ngang dương nệm thuốc thang tấn cả đồ vui dày đài trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà gan như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng dạng nơi ta và tùy theo tăng. Cho nên ta nói sao khi Như Lai diện đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giang kinh quyền trời chẳng cần lại dân chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Muôn loài có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bộ thi thì giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đến bằng những tiếng chủng trí nếu có người đồng tung thủ trì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dẫn ta cùng tạo lập tăng phương cúng dâng. Thiên người chúng tâm quan tăng cũng dùng trăm nghìn muôn hoa người khen mà người khen công đức của Bồ Tát Lai
có thể văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhục không sang chi niệm bền vững thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tăng mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành trí sáng giỏi gà ngồi đáp a dần đa nếu sau khi ta diệt độ ca thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì đồng tùng kinh điên nay lại có ca công đứng lành như thế phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thù dần đã cho của thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoàng đi trong đó bèn nên xây tam tăng ca trời người đều vai cúng dạng như tháp của Phật khi ai đến thế tôn muốn tuyên là nghĩa trên mà nói kể rằng sau khi ta diệt độ hay phụng tri kinh này người đó phúc vô lượng như trên đã nói đó đó thôi là đầy đủ tăng ca ca cung gian dùng xa lời xây tam bài bào để trang nghiêm chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đến phạm thiên linh bao nghìn muôn ứng gió đông vạn thiên màu lại trong vô lượng kiếp mà cung vàng thăm đó hoa hương ca chuối hồng thiên nghi cán khí nhàn thấm đèn dò nến thơm quanh cầm thường soi sang lúc đời ác mà pháp người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng dường như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiện tại dùng ngưu đào chiến đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngôn y phùng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn vườn rừng cán ao tâm cho kinh hành ngồi thuyền ca món đều nghiêm tốn nếu có lòng tin hiểu thù trì đồng tụng biên nếu lại bảo người biên và cũng dàn kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn chim bập A đề mục đa già ướm dầu thường đốt đó người cũng dạng như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới nhận dùng ơ thuyền đinh chẳng sáng chẳng ăn khổ cung kinh nơi tam miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gàng hỏi chẳng trầm tùy thuận vì dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp xưa này nên công đức như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trầm mà thân kia đâu mẫn tim chân lầy xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đau thù được vô lậu vô vi rộng lời các ngươi trời chỗ trụ chi của kia kinh hành hoặc ngồi nằm nhân đến nói một kề trong đây nên xài pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món đem cung vàng phần từ ở chỗ này thời là phân thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm